Vào chiều ngày 1 tháng 2, Ban tổ chức trận siêu cúp quốc gia 2019 đã tổ chức cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định lùi thời điểm diễn ra trận đấu này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan bệnh viêm phổi do virus corona. Theo kế hoạch ban đầu, màn so tài giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 7 tháng 2. Bên cạnh đó, theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ cũng chỉ đạo 3 giải đấu quan trọng khác của Việt Nam là Cúp Quốc gia, V-League và giải hạng nhất dời lại ngày khởi tranh.